Liên quan đến vụ xe băng chuyền đâm vào chiếc Airbus 330 của hãng hàng không China Airlines đang đỗ đón khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 27 tháng 8, gây thiệt hại ước tính lên đến 1 triệu đô la Mỹ. Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết là căn cứ vào tường trình sự việc thì nguyên nhân sự cố là do tài xế bị nhầm lẫn giữa phanh và ga xe. Câu hỏi đang được nhiều người đặt ra là trách nhiệm bồi thường số tiền khoảng 22 tỷ đồng này thuộc về ai? Ngày hôm nay 29 tháng 8, trao đổi với VN Express, ông Lại Xuân Thanh là Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, việc xe băng chuyền đụng máy bay A330 của China Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất đã uy hiếp an toàn khai thác sân bay nghiêm trọng. Máy bay phải dừng hoạt động để sửa chữa. Các chuyên gia của Cục Hàng không đang kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và sẽ có kết quả sớm. Lãnh đạo Cục Hàng không cũng cho biết trách nhiệm chính bồi thường thiệt hại thuộc về xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất, đơn vị quản lý người và phương tiện, và phía bảo hiểm cũng sẽ bồi thường theo các hợp đồng đã ký kết với hãng hàng không. Theo xác minh của Cảng vụ Hàng không miền Nam, lái xe Trương Văn Toản là người có bằng lái xe, các chứng chỉ, giấy phép. Nhưng mà khi đưa xe băng chuyền tiếp cận máy bay đã không tuân thủ đúng quy trình. Còn xe băng chuyền gây tai nạn được nhà chức trách kiểm tra cho thấy là đảm bảo việc di chuyển, hệ thống phanh, nâng, lái, dừng khẩn cấp, được kiểm tra kỹ thuật đạt yêu cầu trước khi mà đưa vào khai thác. Hiện thì lái xe Toản đã bị đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra. Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết là sẽ xem xét xử lý hành vi vi phạm của ông Trương Văn Toản. Vâng, thưa quý vị, 1 triệu đô la Mỹ là một số tiền thiệt hại lớn do một cá nhân không tuân thủ quy trình an toàn gây ra. Vậy số tiền này bên nào sẽ phải chi trả? Đơn vị quản lý là xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất hay là cá nhân tài xế Trương Văn Toản? Và để có câu trả lời thì chúng ta sẽ cùng kết nối với ông Phạm Thành Tài, là giám đốc của công ty luật Phạm Danh. Vâng, xin trường quay cho chúng tôi được kết nối với ông Phạm Thành Tài. Thưa ông Phạm Thành Tài, xin ông có thể cho biết là với những diễn biến của vụ việc này thì chịu trách nhiệm chính sẽ là ai? Và người lái xe thì có phải chịu trách nhiệm bồi thường hay không? Và nếu có thì sẽ là bao nhiêu ạ? Ở trong cái trường hợp này thì ta phải xác định là cái lỗi mà trực tiếp gây ra tai nạn là có đúng là của lái xe gây ra hay không. Thế thì trong trường hợp mà cái xe đây là phương tiện cơ giới, và chính vì vậy theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì chủ sở hữu phương tiện cơ giới, tức là chủ sở hữu của nguồn nguy hiểm cao độ, phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra. Và sau đó thì chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ sẽ có cái yêu cầu bồi thường ngược lại đối với lái xe, tương xứng với hành vi vi phạm của mình. Vâng, với những câu trả lời vừa rồi của ông Phạm Thành Tài thì chúng ta đã biết là ai là người chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thì người lái xe trong vụ việc này và tất cả mọi người thì đều hiểu rõ là tài sản mất mát thì còn có thể làm lại, nhưng mà mất mát về con người thì không gì có thể bù đắp được. Và không ai có thể chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát về người. Đừng chỉ vì một phút bất cẩn, một phút chủ quan mà để mạng sống của chính mình hay là của mọi người rơi vào tình trạng nguy hiểm. Và ngay bây giờ thì chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi sẽ được tiếp tục trên kênh VTC14. Còn trên kênh VTC1, xin mời quý vị cùng đến với bản tin Việt Nam Online.